Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Từ khi mà trong tôi mất đến giờ thì chúng là ba mẹ con cũng lâm vào rất là khổ khổ. Các cái khoản nợ thì là họ cũng thấy trong mất rồi thì họ cũng đến họ đòi. Con tôi lên lớp 10 đấy là cũng nhờ bác hội trưởng, hội phụ huynh của lớp là kêu gọi, rồi thì bác bỏ tiền ra tay đỡ thì con tôi mới đi học được. Chứ nếu mà không là có lẽ là cũng là chẳng bằng, cũng có lẽ là dừng lại ở lớp 9. Thật sự là không đủ khả năng, không đủ khả năng để con đi học. Bố dạy cho con điều mà con thấy nhớ nhất đó là mặc dù mình nghèo khó nhưng mà mình không bao giờ được cục ngã. Câu nói đó là tiếp cho con rất nhiều sức mạnh để con tiếp tục học tập và cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống. Con tên là Thái Bá Bằng, con đang học lớp 10A4 trường Trung học Phổ thông Hương Khê. Hiện tại con đang sống với mẹ và em trai. Em trai con năm nay 4 tuổi, đang học trường mẫu giáo. Điều của con là bố được khỏe mạnh để cùng con với mẹ và em đi chơi, nhưng mà cuối cùng nó đã không thể trở thành hiện thực. Chồng tôi mất vì đột quỵ năm 2022. Thì bố tôi và 5 người anh của tôi cũng đã mất vì di chứng của chất độc da cam. Chồng tôi thì bị liệt 1/2 người, mất khả năng lao động. Anh chỉ có ở nhà thì cũng đang là chỉ lo được vệ sinh cho bản thân thôi. Còn là quanh năm suốt tháng thì thuốc điều trị ngay. Cái ngày cuối cùng để chồng tôi mất là chúng tôi cũng không biết. Tầm 2 giờ thì con tôi dậy thì vào để xem bộ thế nào thì là không thấy nữa. Thì gọi mẹ thì lúc đó là mới biết là chồng tôi mất. Thì thực sự thì từ khi mà chồng tôi mất đến giờ thì chúng là ba mẹ con cũng lâm vào rất là khổ khổ. Các cái khoản nợ thì là họ cũng thấy chồng mất rồi thì họ cũng đến họ đòi. Con tôi lên lớp 10 đấy là cũng nhờ bác hội trưởng, hội phụ huynh của lớp là kêu gọi, rồi thì bác bỏ tiền ra tay đỡ thì con tôi mới đi học được. Chứ nếu mà không là có lẽ là cũng là chẳng bằng, cũng có lẽ là dừng lại ở lớp 9. Thật sự là không đủ khả năng, không đủ khả năng để con đi học. Gia đình của chị Phan Thị Trung là mẹ của cháu Bằng đây. Thì mà chồng mất sớm cho nên là hoàn cảnh của chị hiện nay rất là khó khăn. Đặc biệt là nuôi 2 con nhỏ thì cũng rất là mong được cấp ủy chính quyền và các nhà tài trợ thường xuyên quan tâm, động viên đối với gia đình của chị để chị có cơ hội để nuôi 2 cháu chăm ngoan, học giỏi và trưởng thành, sau đó đỡ đần cho mẹ. Điều mất mát nhất khi mà bố ra đi đó là gia đình con mất đi một người trụ cột. Có một lần con đi học về, con nhìn thấy mẹ ngồi một mình ngoài hiên, ngồi ôm em và mẹ khóc. Mẹ gọi tên bố và mẹ khóc nức nở. Con đứng ngoài ngõ nhìn vào, con cảm thấy rất đau lòng. Những khi mà con gặp thấy bạn bè của mình được đi cùng bên bố, được bố chăm sóc, được bố an ủi, con cảm thấy rất là tủi thân. Cha của bé Bằng mất thì nó rất là buồn. Nó không khóc nổi, nó ngồi bất thân luôn, nó rất buồn, nó không khóc được. Sau này xong đưa tang bố nó về xong, lúc đó nó mới ngồi nó khóc. Bản thân tôi thì cũng đang là bệnh tật, vì cái bệnh xương khớp của tôi, cái bệnh phong địa điểm thì nói thật, trí trải rõ trở trời nó rất là đau. Nhưng mà cũng mong là có cái sức khỏe, rồi là để là cố gắng, rồi là làm lụng để rồi là lo cho 2 con. Con thật sự, con rất sợ vì một ngày nào đó có thể mẹ sẽ rời bỏ con như bố đã từng. Vì lúc đó con sẽ không còn ai ở cạnh nữa, con sẽ rất đau đớn. Bố dạy cho con điều mà con thấy nhớ nhất đó là mặc dù mình nghèo khó nhưng mà mình không bao giờ được cục ngã. Câu nói đó là tiếp cho con rất nhiều sức mạnh để con tiếp tục học tập và cố gắng nhiều hơn trong cuộc sống. Ước mơ của con là sau này có thể được học vào ngành lực lượng vũ trang nhân dân để con có thể có được một mức lương ổn định để có thể trang trải cuộc sống cho mẹ và em. Nhìn thấy mẹ phải gánh vác mọi công việc, phải gánh vác mọi trách nhiệm trong gia đình kể từ khi bố mất, con cảm thấy rất thương mẹ và con muốn cố gắng hết mình để có thể trưởng thành hơn và thay bố gánh vác trọng trách trở thành một người trụ cột trong gia đình, chăm sóc và che chở cho mẹ và em. Mấy ông gia đình chào đón gia đình chị. Khi mà chú nghe con nói là mình nghèo khó nhưng mà mình sẽ nỗ lực để vượt qua con hả? Yeah. Đó là một câu nói làm mọi người sẽ ấm lòng đó. Con tuy là nhỏ tuổi nhưng con suy nghĩ rất là sâu. Chú hy vọng rằng con cũng sẽ là một cái trụ cột của gia đình, thay thế ba con để lo cho mẹ với lại em sau này. Chị đi làm công việc gì? Thì ở nhà thì mẹ con thì làm nóng, đơn đi những
có những lúc thì cũng đi phải là đi làm thuê ở ngoài để kiếm tiền. Thì cũng vì là sức khỏe cho nên là cũng không làm được việc nặng để là có cái công cao hơn. Vậy thì hàng tháng như vậy tiền có đủ chi tiêu cho ba mẹ con không? Hàng tháng thì ngoài tiền chi tiêu cho ba mẹ con rồi, tiền thuốc thì đang còn trả tiền lại ngân hàng thì cũng có tháng đủ tháng không, mà hầu như là tháng không là rất là nhiều. Rồi mình đang suy nghĩ về một tương lai gia đình mình như thế nào chị? Bố băng cùng mới mất nữa là cũng rất là khó khăn, là cũng đã có ý định là cho cháu nghỉ học dừng lại ở cuối cấp 2. Nhưng mà thì cũng được sự động viên của mọi người cũng như là ở các thầy cô ở trường cấp 3, cho nên cũng có cái tài trợ của bác chi hội trưởng của phụ huynh của lớp á. Cho nên là băng hiện tại thì đang học hết lớp 10. Thế con thì chương trình để lớp 11 thì thật sự là mẹ cũng chưa biết nhìn vào đâu để cho con đi học. Con có sợ mẹ cho con nghỉ học không? Dạ con có. Chú cũng sợ là con sẽ nghỉ học. Bởi vì nghỉ học á thì đồng thời các cánh cửa của tương lai nó sẽ dần dần khép lại đó con. Thành ra nói gì nói chị cũng phải cố gắng cho con nó học. Học phải thành tài thì mới thay đổi được số phận, thay đổi được cái khó khăn của gia đình mình chị. Bây giờ chị thì như vậy rồi, con thì còn quá nhỏ, bây giờ chỉ còn một mình con thôi đó. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình.